lý thì phải đi và đi tới cùng. Giờ nắm đấm vào giữa bất công, tiếp tục chống và chống tới lúc câm lặng hết những thế lực xấu vẫn đang bào mòn môi trường này. Nguyện dù hết chí trai anh hùng sống chết vì lý tưởng đấy. Họ nghĩ trường học vốn dĩ là nơi đẹp như thiên đường, right, chứa đầy những tình thương, một môi trường êm đềm cho nhiều mộng tưởng. Trên thực tế đó là câu chuyện khác, có những lời kêu cứu của những kẻ bị bắt nạt vẫn tồn động và cộng dồn nỗi đau không thể nói chối với tất cả mọi người, có vẫn ổn vậy thôi rồi. Chôn và chôn thật chặt nỗi đau sau chiếc băng dính. Hôm nay đi học thế nào con sợ tới mức không dám nhìn vào chính mình. Ai đứng lên cho những điều đó, ai giành lại công bằng cho họ, ai hô vang câu chân tay lại trước những lẽ phải đang bị bỏ xó. Chim cút mạnh bước mà đi, đấu tranh cho cái thiện phía trước, dùng nắm đấm đòi lại công lý, giơ móng giữa mà điều ngang ngược. Người nắm giữ sức mạnh thật sự là dùng sức mạnh bảo vệ kẻ yếu, đi đường quyền dập nát cái ác, ngẩng đầu lên và hét thật kêu. Chim cút mạnh bước mà đi, đấu tranh cho cái thiện phía trước, dùng nắm đấm đòi lại công lý, giơ móng giữa mà điều ngang ngược. Người nắm giữ sức mạnh thật sự là dùng sức mạnh bảo vệ kẻ yếu, đi đường quyền dập nát cái ác, ngẩng đầu lên và hét thật kêu. Ai đã tin vào một chân lý thì phải đi và đi tới cùng, giơ nắm đấm vào giữa bất công, tiếp tục chống và chống tới lúc xua tan hết những đám mây đen bao phủ vẻ ngoài hào nhoáng. Chim cút đã thề sẽ bảo vệ lẽ phải bất chấp muôn trùng rào cản. Khi mày đã tin vào một chân lý thì phải đi và đi tới cùng, giơ nắm đấm vào giữa bất công, tiếp tục chống và chống tới lúc câm lặng hết những thế lực xấu vẫn đang bào mòn ngôi trường này. Nguyện dùng hết chiến trại anh hùng sống chết vì lý tưởng đấy. Nắm đấm ta đã từng dùng nó như con nghiện thỏa mãn chính mình, bất chấp để bôi lực rút chững tâm hồn mình mất bình tĩnh. Và rồi cuối cùng thì ta đã được nhận ra, dùng sức mạnh phi lý chẳng mang lại điều gì cả. Kẻ giấu sự yêu đương của bản thân bằng cách tận người yêu thế cuối cùng là kẻ lạc lối trong bóng tối đường ra. Bước trước chuyện bất bình và tung một cước trước một đống phiền hà. Chấp ô dù mày to một tấn, chân không chồng ta tận một cú. Luôn tụi mày thích chơi thì chuyện đâu phải thứ lỡ là biết là cú. Tao vẫn bước và bước khi ngang, đấu tranh cho những điều đúng đắn. Ai phán xét tao cứ miệng bàn, dùng sức mạnh một quẩy thật căng. Tao tự tin tiến về phía trước khi sau hai vai luôn có anh em cùng đồng lòng cho một ý tưởng quyết chí bảo vệ những điều tươi đẹp. Tao vẫn bước và bước khi ngang, đấu tranh cho những điều đúng đắn. Ai phán xét thì cứ miệng bàn,